Và xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Định Hóa Media. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với sân thi đấu Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú Bình để đón xem trận bán kết 1 thuộc nhóm tuổi dưới 40 giữa các vận động viên đến từ Bàn Đạt đối đầu với các vận động viên đến từ Tân Đức. Bàn Đạt là đội nhất, nhì của bảng B sẽ gặp Tân Đức nhất ở bảng A, nhóm tuổi dưới 40. Đây là nội dung bóng chuyền hơi do huyện Phú Bình tổ chức. Và ở set đấu đầu tiên này, các vận động viên Bàn Đạt sẽ ở bên này sân mang trang phục áo màu xanh dương. Và ở bên kia sân là các vận động viên đến từ Tân Đức mang trang phục áo màu vàng. Đây chắc chắn sẽ hứa hẹn là một trận bán kết đầy kịch tính. Và cả hai đội đã có điểm số đầu tiên. Gầy pin sắp hết rồi. Mong là đủ hết trận. Điểm thứ hai cho các vận động viên Tân Đức. Bóng ra ngoài. Điểm 3-1 cho Tân Đức. Tay chắn các vận động viên Tân Đức ra ngoài. Điểm thứ hai cho Bàn Đạt. Chắn các vận động viên Bàn Đạt ra ngoài. Điểm 5-2 cho Tân Đức. Chúng ta đang theo dõi trận bán kết 1 diễn ra giữa Tân Đức đối đầu các vận động viên đến từ Bàn Đạt, nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi do huyện Phú Bình tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú Bình. Cái đội nằm trong nhóm tuổi dưới 40. Bóng rơi tự do trên sân. Điểm rút ngắn xuống cho Bàn Đạt 4-5. Ra ngoài. Điểm 6-4 cho Tân Đức. Thank you.
điểm sở thứ hai cho Tân Đức 9-5. Ra ngoài, điểm rút ngắn xuống cho bàn đạt 60. Chắc chắn đây là trận bán kết hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và có nhiều pha bóng gay cấn. Chúng ta cùng theo dõi diễn biến của trận bán kết này và liệu rằng đội nào sẽ được đi tiếp vào trận chung kết. Và sau tình huống bóng vừa rồi, Tân Đức đã có thêm điểm số 11-6. Vừa rồi trọng tài xác định điểm cho Tân Đức 12-6. Một pha đánh bóng chìm, bóng bay ra ngoài. Điểm rút ngắn xuống cho bàn đạt 7-12. Rất căng, một pha bóng tấn công rất căng của Tân Đức nhưng vẫn chưa có điểm. Số 2 đánh bóng ra ngoài. Điểm 8-12 cho bàn đạt. Ra ngoài. Điểm 13-8 cho Tân Đức. Một pha bỏ bóng khôn khéo của các vận động viên Tân Đức. Điểm 14-8. Tốc độ của trận bán kết rất nhanh. Điểm 15-8 rồi. Tân Đức đang làm chủ thế trận trong set đấu này. Bàn đạt vẫn chưa tìm được hướng đi tốt nhất. Một pha đánh bóng bất ngờ của bàn đạt. Điểm rút ngắn xuống 9-15. Bóng lót tốt của các vận động viên Tân Đức. Tân Đức không thành công. Vừa rồi là một pha chắn bóng rất hay của các vận động viên bàn đạp. Điểm 10-15. Các vận động viên Tân Đức đã không hiểu ý nhau trong tình huống bóng vừa rồi. Tiếng bóng rơi tự do trên sân. Điểm rút ngắn 11-15 cho bàn đạt. Tiếp tục là một pha bóng ra ngoài. Điểm 12-15 cho bàn đạt. Và Tân Đức xin tạm dừng hội ý. Trận bán kết diễn ra với tốc độ rất nhanh. Khoảng cách điểm số chỉ là 3 điểm. Và thế trận vẫn đang tạm thời nghiêng về Tân Đức. Và
3 điểm trên sân, hiện tại lúc này đang là 16-14. Bạn Đạt vẫn đang làm chủ thế trận ở set đấu đầu tiên này. Xin lỗi Tân Đức. Hiện tại đang là 17-14. Bóng không qua lưới. Điểm 18-14 cho Tân Đức. Tân Đức đang tiến rất gần đến chiến thắng ở set đấu đầu tiên. Và liệu rằng bàn đạt có thể lội ngược dòng được hay không? Chúng ta cùng theo dõi, tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Thêm một pha bóng ghi điểm. 19-14 cho Tân Đức. Bà Đạt xin tạm dừng hội ý. Và trận đấu lại được tiếp tục. Điểm trên sân lúc này đang là 19-14. Và đánh bóng rất căng của Tân Đức vẫn chưa có điểm. Rất hay. Bóng vẫn còn. Tân Đức không qua lưới. Vừa rồi là một pha đánh bóng của chủ công số 7 Bàn Đạt. Điểm 20-14 cho Tân Đức. Và còn một điểm nữa thôi, Tân Đức sẽ giành chiến thắng ở set đấu này. Điểm 15-20. Bàn Đạt vẫn đang rất cố gắng. Bóng không qua lưới. Và kết quả cuối cùng ở set đấu thứ nhất, Tân Đức đã giành chiến thắng trước Bàn Đạt với tỷ số 21-15. Cả hai đội tạm nghỉ ít phút để tiếp tục thi đấu ở set đấu thứ hai. Xin mời quý vị cùng tạm nghỉ ít phút và tiếp tục theo dõi diễn biến ở set đấu thứ hai. Vâng, và chúng ta tiếp tục quay trở lại sân Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú Bình để đón xem trận bán kết 1 giữa Bàn Đạt và đối thủ Tân Đức. Và kết thúc ở set đấu thứ nhất, Tân Đức đã giành chiến thắng trước Bàn Đạt 1-0. Và đây là diễn biến của set đấu thứ hai. Và ở set đấu này, các vận động viên Bàn Đạt sẽ ở bên kia sân mang trang phục áo màu xanh dương. Và bên này sân, phía màn hình quý vị đang theo dõi là các vận động viên Tân Đức mang trang phục áo màu vàng. Và Tân Đức đã có điểm số đầu tiên ở set đấu thứ hai này. Tiếp tục điểm cho Tân Đức. Đây là nội dung bóng chuyền hơi của nội dung của nữ nhóm tuổi dưới 40. Bóng không qua lưới. Điểm đầu tiên cho Bàn Đạt. Một pha tấn công rất hay của Tân Đức. Điểm nâng lên 3-1 cho Tân Đức. Điểm cho Tân Đức 4-1. Đây hứa hẹn sẽ là trận bán kết rất kịch tính trong buổi chiều ngày hôm nay.
một pha đánh bóng hỏng của các vận động viên Tân Đức. Điểm rút ngắn xuống cho bàn đạt 2-4. Một pha bóng rất khó khiến đối thủ không thể đỡ được pha bóng vừa rồi. Điểm rút ngắn xuống cho bàn đạt 3-4. Trọng tài xác định điểm cho Tân Đức 5-3. Tân Đức chắn bóng thành công, bóng vẫn còn trên sân, rất cố gắng. Chắn bóng lọt lưới, điểm cho bàn đạt 4-5. Chắn bóng thành công nhưng vẫn chưa có điểm cho bàn đạt. Liên tiếp những pha tấn công của cả hai đội. Rất căng. Đánh bóng ra ngoài, điểm 5 đều cho bàn đạt. Bóng vẫn còn. Trọng tài xác định điểm 6-5 cho Tân Đức. Bóng không qua lưới, điểm 8-5 cho Tân Đức. Điểm 9-5 cho Tân Đức. Bóng ra ngoài, điểm 10-5. Các vận động viên bàn đạt xin tạm dừng hội ý. Và thời gian tạm dừng hội ý đã hết. Chúng ta tiếp tục quay trở lại sân thi đấu. Và kết quả hiện tại vẫn đang tạm thời nghiêng về các vận động viên đến từ Tân Đức. Điểm 10-5. Rất hay, một pha tấn công khiến đối thủ không đỡ được pha bóng vừa rồi. Bóng đi ra ngoài. Điểm 11-5 cho Tân Đức.
bóng trong sân. Điểm rút ngắn xuống cho bàn đạt 6-11. Chắn bóng không thành công, bóng lọt lưới. Điểm 12-6 cho Tân Đức. Rất hay. Bóng vẫn còn trên sân. Bóng trong sân. Điểm 13-6 cho Tân Đức. Và tấn công rất mạnh của các vận động viên bàn đạt nhưng chưa có điểm. Và cuối cùng thì điểm số cũng đã được thêm cho bàn đạt sau pha bóng vừa rồi. 7-13. Cố gắng, bóng vẫn còn. Bóng trong sân. Điểm 14-7 cho Tân Đức. Khoảng cách lúc này 7 điểm. Thế trận đang tạm nghiêng về các vận động viên đến từ Tân Đức. Họ đang có lợi thế khi đã giành chiến thắng ở xoay đấu đầu tiên. Bóng không qua lưới. Điểm 15-7 cho Tân Đức. Bàn đạt tiếp tục xin tạm dừng hội ý. Và trận đấu đã được tiếp tục. Tấn công rất mạnh. Điểm 16-7 cho Tân Đức. Tân Đức đang làm chủ thế trận ở xây đấu thứ hai này. Bọc lót tốt của các vận động viên Tân Đức. Chắn bóng thành công. Điểm 8-16 cho bàn đạt. Tiếp tục điểm số cho bàn đạt 9-16. Thank you.
điểm hiện tại đang là 16-9. Thế trận đang tạm nghiêng về các vận động viên Tân Đức. Bóng ra ngoài. Điểm 17-9 cho Tân Đức. Và chỉ còn 4 điểm nữa, các vận động viên Tân Đức có thể sẽ giành chiến thắng ở xây đấu thứ hai này. Rất hay. Một pha chắn bóng không thành công của các vận động viên Tân Đức. Xin lỗi, bàn đảo. Nhưng tình huống vừa rồi trọng tài xác định điểm cho bàn đạt. Bóng trong sân. Điểm rút ngắn xuống cho bàn đạt 11-17. Điểm 12-17. Bà Đạt đang dần lấy lại được thế trận của mình. Chắn bóng ra ngoài. Điểm 18-12 cho Tân Đức. Bóng không qua lưới, điểm 19-12. Tân Đức đang tiến rất gần đến trận chung kết. Rồi các vận động viên Tân Đức đã rất cố gắng, bóng đi bên dưới lưới. Điểm cho bàn đạt 13-19. Chắn bóng ra ngoài. Điểm 20-13. Và còn một điểm nữa thôi, các vận động viên Tân Đức sẽ giành chiến thắng ở xây đấu thứ hai này. Bóng ra ngoài. Và kết thúc xây đấu thứ hai, Tân Đức đã giành chiến thắng trước bàn đạt với tỷ số 21-13. Và đi tiếp vào trận chung kết. Xin chúc mừng các vận động viên Tân Đức. Mặc dù bàn đạt đã rất cố gắng nhưng may mắn đã không đến với các cô gái bàn đạt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi diễn biến của trận đấu. Và đừng quên đăng ký để theo dõi trận chung kết sẽ diễn ra tiếp theo trong ngày mai. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi diễn biến của trận đấu. Xin chào và hẹn gặp lại.